Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, vùng áp thấp nóng tiếp tục mở rộng và chi phối các tỉnh thành miền Bắc nên từ nay đến mùng 5 tháng 6, Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng. Thời gian nắng sẽ xuất hiện nhiều, nhiệt độ tăng cao trên 35 đến 36 độ. Riêng một số tỉnh Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ. Độ ẩm thấp nhất trong khoảng là từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ, trời oi nóng. Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo tại miền Trung từ nay đến cuối tuần. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất từ 45 cho tới 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ sẽ có khả năng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn và cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Người dân các khu vực này cần chú ý đề phòng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam nên trong tối và đêm nay vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng tăng nhẹ với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 30 đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ, trời nóng nhẹ vào trưa chiều. Trên biển, gió Nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trong tối và đêm nay. Ở khu vực Bắc của Vịnh Bắc Bộ có gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Ngoài khơi xa trên khu vực Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió phổ biến hướng Nam đến Tây Nam, cường độ cấp 4 đến cấp 5. Chiều tối cần đề phòng có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.